Hello anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của Huệ Anh. Và ở cái video lần này thì mình sẽ đi thay main cho cái con màn hình vỡ này nhé. Vì sao mình nói là thay main cho con màn hình vỡ là bởi vì để mà thay màn hình thì nó phức tạp hơn và mất nhiều công sức hơn. Vì thế mình có một con máy ở đây thì main nó bị lỗi nhưng màn hình thì ok, thì mình sẽ lấy luôn main ở con máy vỡ này lắp luôn sang bên này cho nó nhàn thì nó đơn giản hơn đấy. Chính vì thế mà mình mới nói là đi thay main cho con màn hình vỡ. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Được rồi, ok. Mình sẽ để cái bộ màn và những cái này sang một bên. Sau đó lắp tháo cái thằng này. Bỏ cái main thằng này ra. Lắp cái main này vào đây. Con này cũng có tem của nhà mình luôn này.
Em này còn ốc ác đầy đủ hết. Còn con ốc đây chưa tháo. Trong này nó còn giấu một con này. Rồi bỏ em này ra. Cái em này là bị iCloud nhé các bạn. Rồi nắp cái này vào cho khách. Cái máy này của khách này là lúc trước là nó không có cái tiếp sóng này đâu, nhưng mà thôi ở bên này nó có là mình lắp luôn sang. Vướng thế nhỉ. Các bạn xem video hãy để lại cho mình xin một like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh, giúp kênh phát triển, tạo động lực để mình làm video sau tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Con ốc ở đây nắp cho nó con ốc vào nữa.
đây rồi. Rồi, ok. Cái này nó không xuống, chắc do cái ốc này. À, đây được rồi. Rồi, mình xin kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.